Mỹ yêu cầu ông Zelensky khẩn cấp sa thải đại sứ Ukraine. Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine. Phương Tây ngó lơ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tổng thống Putin hé lộ những tình huống có thể khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải đại sứ Ukraine tại Washington Oksana Makarova với cáo buộc bà này can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ. Tôi yêu cầu ngài ngay lập tức sa thải đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova. Ông Johnson viết trong một lá thư gửi ông Zelensky vào ngày 25 tháng 9, lưu ý rằng bà là người đã tổ chức sự kiện ở Pennsylvania. Ông Johnson viết, cơ sở này nằm trong một tiểu bang chiến trường chính trị, được lãnh đạo bởi một người đại diện chính trị hàng đầu cho Kamala Harris và không có một đảng viên Cộng hòa nào được mời. Chuyến tham quan rõ ràng là một sự kiện vận động tranh cử theo đảng phái được thiết kế để giúp đảng Dân Chủ và rõ ràng là sự can thiệp vào cuộc bầu cử. Đảng viên Cộng hòa Louisiana cho biết đảng của ông đã mất niềm tin vào khả năng phục vụ của bà Makarova tại Mỹ và rằng bà nên bị cách chức ngay lập tức. Trong khi cả đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ đều ủng hộ Ukraine chống lại Nga, ông Johnson viết, mối quan hệ của chúng ta đang bị thử thách không cần thiết và bị hoen ố không cần thiết khi ông Zelensky và những người khác ở Kiev nói xấu các ứng cử viên đảng Cộng hòa trên phương tiện truyền thông. Những sự cố này không thể lặp lại, Johnson cảnh báo đồng thời thúc giục ông Zelensky hành động ngay lập tức. Ông Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì từ chối thỏa hiệp với Nga và đưa ra những phát ngôn không hay về cá nhân của mình. Ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina vào ngày 25 tháng 9 rằng Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị Tổng thống mà các bạn yêu mến chính là tôi. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói thêm, những thành phố Ukraine đang biến mất. Chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thỏa thuận, ông Zelensky. Không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện. Các bạn có một đất nước đang bị phá hủy, không thể xây dựng lại được. Đây có thể coi là những chỉ trích rõ ràng nhất của ông Trump về cách xử lý xung đột của Tổng thống Ukraine Zelensky. Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ ngừng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử. Ông cũng cho rằng ông Zelensky muốn Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Ông Trump cho biết không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky nhân dịp này. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, cựu Tổng thống có thể thay đổi kế hoạch và sẽ không gặp nhà lãnh đạo Ukraine. Volhynia, một pháo đài đứng vững kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đang phải hứng chịu những cơn mưa hỏa lực từ các lực lượng của Moscow, đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. Euronews cho hay các lực lượng liên bang Nga đã tiến đến vùng ngoại ô Volhynia thuộc khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine và hiện có thể đe dọa thị trấn này từ ba phía, trong bối cảnh dường như đang có một đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Theo Bộ Quốc phòng Anh, sau nhiều cuộc tấn công lặp đi lặp lại trong 2 năm rưỡi kể từ khi Moscow bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng liên bang Nga đã giành được một số bước tiến và có thể tiếp tục gia tăng áp lực mạnh lên khu vực phòng thủ này trong tuần tới. Trong những ngày gần đây, các lực lượng liên bang Nga dường như đã đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công. Thông tin từ các blogger quân sự Nga và các nguồn giám sát mở cho thấy các lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Theo một số đoàn phim đã được xác nhận thông qua định vị địa lý, các lực lượng liên bang Nga đã đột nhập vào phía đông Volhynia và đang tiến lên ở đó. Họ cũng đang thúc đẩy tấn công vào sườn đông bắc của Volhynia và sườn tây nam có khả năng nhằm bao vây lực lượng Ukraine ở Volhynia và buộc họ phải rút lui. Trang giám sát nguồn mở Deep State cho biết các lực lượng của Liên bang Nga đang phá hủy hoàn toàn khu vực này bằng pháo binh và bom dẫn đường. Một video đi kèm với bài đăng được cho thấy nhiều vụ nổ xảy ra ở một phần không xác định của thị trấn. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi thành công 3 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua biên giới gần khu định cư Novipod ở vùng Kursk. Theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ, quân đội Nga với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công, trong đó lực lượng Kiev được cho là đã mất tới 50 quân, cũng như 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe chiến đấu bọc thép. Trong báo cáo, Bộ này cũng nêu rõ, trong ngày hôm qua 25 tháng 9, lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của địch ở gần khu định cư Lyubimovka ở vùng Kursk, tiêu diệt tới 15 binh sĩ Ukraine, phá hủy một số phương tiện và bắt giữ một binh sĩ.
Bộ này tuyên bố rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm đánh bại các nhóm quân Ukraine đã xâm nhập vào khu vực Kursk, và trong vòng 24 giờ qua, Kiev đã mất tổng cộng hơn 300 quân nhân, 7 xe bọc thép bao gồm 3 xe tăng, trong đó có 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và 6 xe ô tô. Một quan chức phương Tây mới đây đã tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng kế hoạch chiến thắng của nhà lãnh đạo Kiev không phải là một bước ngoặt. Các quan chức phương Tây nói rằng nên hạ thấp kỳ vọng đối với kế hoạch chiến thắng mà nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang trình bày với Mỹ và các đồng minh khác trong tuần này tại New York. Những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện của ông Zelensky với các nhà lãnh đạo nước ngoài không tin rằng kế hoạch được thổi phồng quá mức này có thể mang lại bước đột phá trong cuộc xung đột với Nga. Hãng tin Bloomberg cho biết trong một bài báo được đăng tải vào hôm 24 tháng 9. Một nguồn tin lưu ý rằng kế hoạch chiến thắng không bao gồm bất kỳ bất ngờ thực sự nào và không phải là một bước ngoặt, trong khi một quan chức khác mô tả sáng kiến này không gì hơn là một danh sách mong muốn. Bloomberg cho biết đánh giá ảm đạm về kế hoạch này nhấn mạnh đến cảm giác bi quan ngày càng sâu sắc giữa các quốc gia đồng minh về kết quả của cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Theo nguồn tin của cơ quan này, ít nhất một đồng minh đã gợi ý rằng đã đến lúc cần có một vòng tiếp cận mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc là của Tổng thống Zelensky hoặc của những người ủng hộ Ukraine ở nước ngoài. Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc Sergei Lavrov cùng Vương Nghị đã tổ chức cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu. Cuộc hội đàm giữa hai ông Lavrov và Vương Nghị bắt đầu vào khoảng 21 giờ theo giờ Hà Nội ngày 25 tháng 9. Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Kiev đã chỉ trích các đề xuất của Trung Quốc và Brazil về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Zelensky, các lựa chọn thay thế cho kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine của chính ông ta được cho là đã bỏ qua thực tế. Ông cũng thừa nhận việc tất cả các nhà máy nhiệt điện ở Ukraine bị phá hủy và tình hình nghiêm trọng trong hệ thống năng lượng của nước này. Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc về phần mình đã thảo luận các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như chống lại các nỗ lực của phương Tây nhằm gây căng thẳng tình hình ở châu Á-Thái Bình Dương và xung quanh Đài Loan. Ngày 25 tháng 9, trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Iran ngày càng được củng cố, tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về việc Iran không ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Điện Kremlin phải đưa ra phản hồi. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng trấn an Tehran rằng Moscow sẵn sàng làm rõ lập trường của mình về cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sự tương tác tích cực và mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông Peskov cũng ghi nhận lập trường độc lập của Iran, ám chỉ rằng hai quốc gia vẫn duy trì một mối quan hệ vững chắc dù có sự khác biệt về quan điểm trong một số vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải trình lập trường của mình và mọi thứ liên quan đến cuộc xung đột xung quanh Ukraine cho những người bạn Iran của chúng tôi. Ông Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, lưu ý rằng hai nước đã có tương tác rất tích cực trong nhiều lĩnh vực và Tổng thống Pezeshkian đã bày tỏ lập trường có chủ quyền của Iran. Ông Pezeshkian đã phủ nhận việc Tehran cung cấp tên lửa cho Nga và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, rằng ông sẵn sàng đối thoại với phương Tây. Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnayarsk đã gia nhập lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Fradkov, các tàu ngầm hạt nhân mới nhất đã đến căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương sau khi thực hiện một hành trình khó khăn dưới lớp băng của Bắc Cực. Ông cho biết những tàu này sẽ tiếp tục hành trình chiến đấu trong lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo răn đe chiến lược, duy trì và tăng cường tiềm lực chiến đấu và sức mạnh quân sự Nga. Ông nhấn mạnh các tàu tuần dương này không có đối thủ cùng loại. Buổi lễ bàn giao tàu diễn ra tại căn cứ của lực lượng tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương tại thành phố Vilushchinsk. Ngày 16 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các tàu Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnayarsk đã thực hiện một cuộc vượt biển dưới băng ở Bắc Cực trong cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean 2024 nhằm xây dựng nhóm lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương. Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean 2024 được tổ chức dưới sự chỉ đạo chung của Tổng tư lệnh Hải quân Đô đốc Alexander Mosiyev. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 9 tuyên bố Nga cần cập nhật học thuyết hạt nhân của mình để xác định rõ những tình huống có thể khiến Moscow tiến hành cuộc tấn công hạt nhân. Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh, Tổng thống Putin nhấn mạnh danh sách các tiêu chí cho phép Nga sử dụng khả năng răn đe hạt nhân nên được mở rộng trong phiên bản cập nhật học thuyết hạt nhân của nước này. Ông Putin tuyên bố hành động gây hấn chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là cuộc tấn công chung của họ.
Moscow cũng sẽ cân nhắc phản ứng hạt nhân nếu nhận được thông tin đáng tin cậy về một tên lửa hoặc cuộc không kích ồ ạt do một quốc gia khác tiến hành nhắm vào Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của nước này là Belarus, theo ông Putin. Ông nói rằng vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công tiềm tàng của kẻ thù có thể bao gồm mọi thứ từ tên lửa đạn đạo hoặc hành trình đến máy bay chiến lược và máy bay không người lái. Tổng thống Putin không nói rõ khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Mỹ, ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng thống Joe Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ Mỹ dành cho nhân dân Việt Nam trong trận bão Yagi vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, lâu dài vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước. Về phần mình, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, để quan hệ Mỹ-Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai. Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ và Liban. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay, Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao. Chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ và nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Godin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Liban. Bão Helene đã mạnh lên cấp 1 trong thang báo của Mỹ và được dự báo sẽ mạnh lên thành cấp 4 với sức gió tối đa 251 km/h khi sắp đổ bộ bang Florida vào tối 26 tháng 9. Bão Helene có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Mỹ trong hơn một năm. Không chỉ đi vào Florida, cơn bão sẽ quét qua hàng loạt tiểu bang ở vùng đông nam nước Mỹ. Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban bố trên phần lớn lãnh thổ bang và gần như toàn bộ bang đang trong tình trạng báo động khi cơn bão lũ đe dọa gây mưa lớn, ngập lụt, gió mạnh và sóng dữ, đe dọa gây thiệt hại về người và của. Hàng loạt trường học đã thông báo đóng cửa và sơ tán, trong khi một số sân bay cũng tạm ngừng hoạt động. Hơn 600 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 25 tháng 9. Lãnh đạo hai tiểu bang Georgia và Bắc Carolina cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước bão Helene, nâng tổng số tiểu bang tại Mỹ làm điều này lên con số 5. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.